Trương Quỳnh Anh tái xuất sau ly hôn tim, tức bật chạy xô để kiếm tiền nuôi con. Không chỉ có Trương Quỳnh Anh mà khá đông các nghệ sĩ Việt cũng xuất hiện trong một sự kiện diễn ra vào cuối tuần. Vừa qua, Trương Quỳnh Anh cùng khá nhiều các bà mẹ bỉm sữa cũng như các nam diễn viên điển trai trong làng phim ảnh đã cùng tham gia một sự kiện ở trung tâm thương mại. Theo đó, Trương Quỳnh Anh thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trước màn biểu diễn cực sung trên sân khấu và người hâm mộ đứng đông nghẹt hết tất cả tầng để theo dõi xuyên suốt sự kiện. Nữ ca sĩ tất bật thực hiện nhiều vai trò công việc khác nhau để có một kinh tế tốt hơn và đủ để lo lắng cho con trai cưng. Không chỉ có Trương Quỳnh Anh, hội bà mẹ bỉm sữa Sài Gòn như Thanh Thảo Hugo, Dương Cẩm Ninh đã có mặt từ sớm. Nữ MC từng đình đám với các chương trình thiếu nhi Thanh Thảo cho biết, chính các con trẻ là nhịp cầu nối để chị và Trương Quỳnh Anh thân thiết với nhau vì thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi con dạy con tốt. Hoa hậu Phương Lê cũng vô cùng trẻ trung gợi cảm trong chiếc váy ren tôn vóc dáng. Bà mẹ ba con khiến người khác ngưỡng mộ với vẻ ngoài xinh đẹp cùng cuộc sống viên mãn bên chồng con. Diễn viên Dương Cẩm Linh thiêu đốt mọi ánh nhìn trong bộ váy đỏ rực, khoe lưng trần gợi cảm. Sau khi ly hôn, cô đang trở lại mạnh mẽ với công việc của mình. Dương Cẩm Linh cho biết con trai chính là động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn, rào cản để quay về với niềm đam mê phim ảnh. Cũng diện style đỏ, siêu mẫu Anh Thư khiến người đối diện phải suýt xoa vì vẻ đẹp thách thức thời gian của chị. Hiện tại cô ít tham gia các sự kiện của làng giải trí mà tập trung vào kinh doanh. Hot girl Ngọc Thảo là một trong những khách mời có mặt từ sớm. Gây chú ý cho khán giả trong buổi khai trương chính là sự xuất hiện của bộ ba trai đẹp Dương Hoàng Anh, Quốc Trường Hoàng Anh. Cả ba đều là những nam diễn viên từng đóng cặp với Trương Quỳnh Anh trong các bộ phim truyền hình.